Xin chào các đạo hữu đã đến với phần GDev channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái ngôn ngữ lập trình khá là hot hiện nay, đó là Vue. Thì tại sao cái ngôn ngữ này nó lại hot như vậy? Bởi vì thứ nhất là nó rất là dễ có, rất là dễ học, và những cái công ty lớn hiện nay đang rất là cần những cái người lập trình như vậy, và họ chấp nhận trả mức lương cao đạo hữu à. Bởi vậy, vì một cái tương lai lương ngàn đô, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái thứ rất là căn bản nhất của cái ngôn ngữ lập trình này, để chúng ta dần dần làm quen với nó và sẽ đi sâu hơn vào những cái khóa, những cái video sau. Thì ở trong cái series đầu tiên này, mình muốn giới thiệu cái thứ rất là căn bản, cơ bản nhất về cái ngôn ngữ lập trình cho các bạn biết, cũng như là ở cái mức độ là làm quen với cô gái ra đường, cô gái đẹp, hỏi tên họ, số điện thoại, rồi tìm hiểu sở thích, thói quen uống như thế nào, thôi ở đâu, địa chỉ ở đâu, chỉ mới là làm quen thôi. Còn để mà đi với nhau đến cái bước cuối cùng thì nó cũng có rất là nhiều vấn đề và cũng rất là gian nan. Không phải cô gái mới là dễ, cô gái khó lắm, có mới dễ, cô gái rất là khó. Thì vì một tương lai ngàn đô, mời các vị đạo hữu đến đây cùng tạo tìm hiểu về cái ngôn ngữ này. Thì cái ngôn ngữ này là do Google nó làm ra, thì nó là một cái ngôn ngữ lập trình nó nguồn mở, thì nó không có dông dài. Bây giờ mình bắt đầu tìm hiểu nó. Đầu tiên thì để được lập trình được trên cái lập trình Golang, tất nhiên là mình phải cài Go, lập trình Go phải cài Go chắc chắn rồi. Thì mình sẽ vào cái trang download của nó, lựa chọn cái gói download phù hợp để mình download về. Sau khi mình download về thì mình cài đặt thôi, không cài đặt bình thường thôi, mình chọn đúng theo cái hàng trong hành sử dụng nhé. Rồi, cài đặt cũng rất là đơn giản. Đơn giản lắm, cài đặt là dễ. Rất dễ, có cũng rất dễ đấy. Cho nó cài đặt xong là xong. Rồi, sau đó thì mình cần có một cái bộ tool để mình lập trình trên đó. Không có tool tôi thì lập trình rất là cực. Thì hiện tại nó có hai cái trình, cái phương tiện cho mình làm đây. Nhất là Golang. Cái tool lập trình này, cái IDE này, tiếng Việt đi, IDE do JetBrains nó làm. Thì cái tool này nó rất là xịn nha, nhưng mà bị cái là mình phải bỏ tiền ra mua, có license đó. Các bạn nào giỏi về buộc phép, các bạn có thể dùng buộc nhảy gì đó để vượt qua cái license của nó. Đây, đó là license này. Một năm của nó là 200 đô. Nhưng mà khá là chết. Còn nếu như các bạn không có tiền thì xin mời các bạn tham khảo Visual Studio Code này. Đằng này thì nó là một cái phần miễn phí open source ha. Và nó tích hợp rất là nhiều extension. Đây mình sẽ download về tương ứng cho cái Mac. Rồi mình được cái file zip như thế này, zip ra và chép cho xài thôi. Mình kéo qua application ha. Rồi vậy là mình cài đặt xong Golang và Visual Studio Code. Thì còn một cái mà lưu ý các bạn nữa là khi mà lập trình Go thì mình nên set một cái biến môi trường gọi là GoBat. Đây, nó là GoBat, biến môi trường. Thì ở bên macOS mình thì sẽ là nằm trong bat profile. Thì mình có một cái note lại những cái bước để tạo ra cái bat profile, là set cái biến môi trường Golang GoBat vào cho cái máy của bạn. Còn Windows thì các bạn phải tự kiếm ở trên Google cũng đơn giản, không có gì khó hết nha mày, không có gì là khó hết các đạo hữu. Thì để check cái biến môi trường của mình nó có đúng hay không, thì các đạo hữu mở tôm đồ lên, đạo hữu gõ
cô giống đô la và ngô bát này thì nó sẽ ra được cái đường dẫn là user và cái tên máy và go là đúng. Rồi sau khi các bạn đã cài đặt xong go VS Code thì mình sẽ mở lên, mở cái VS Code lên. Mở cái VS Code này lên. Rồi, đây là cái tool VS Code, tool để mà mình cái idea để mà mình trình vào ra. Thì việc đầu tiên khi mình mở cái này lên á, mình phải cài cái plugin để hỗ trợ cái ngôn ngữ Go. Cái trình cái VS Code này nó không có support với ngôn ngữ cụ thể nào hết, nó là tất cả mọi thứ đều support. Như cái này, bạn thấy C cộng cộng, Python, C Sharp rất là nhiều này. Thì bây giờ lên đây mình sẽ để vào cái chỗ plugin của nó đây, extension đây, mình gõ chữ go vào và cái kết quả đầu tiên hiện ra đây, go đây thì các bạn on luôn. Rồi on vậy là xong rồi đó bạn. Thì các bạn khi mà install xong các bạn có thể thấy là nó báo lỗi này, Missing tool. Thì các bạn cứ bấm vào đây, bấm install thoải mái luôn, không có gì phải ngại hết nha, cứ chơi tới luôn, rất dễ, code luôn rất dễ, nói chung là code là dễ hả bạn. Khi nào code là bị có bất có lỗi thì bất fix bất nó mới khó, code rất dễ. Rồi chờ cho nó cài những cái tool tôi gì đó mà nó cần chút xíu là xong rồi. You are ready to go, đã sẵn sàng go go rồi đó, go 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 rồi. Ok thì sau đó mình sẽ bắt đầu tạo cái folder mới. Thì theo như cái kinh nghiệm của mình á, các bạn nên tạo cái folder nó nằm ở đây. Thì để mình mở lại cho các bạn xem nhé, của mình nhé, và nó nằm ở trong thư mục Go, có nghĩa là đường dẫn của mình là đó, cái chỗ mà các bạn cài đặt Go á, đó, mình vào đây. Đấy. Của mình là nè, đây, đúng không nhé, có biệt và bắt kịch. Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái folder nữa, nó tên là src, tên là chuột. Rồi các bạn vào đây, các bạn mở cái mục này lên, đây trong cái chuột ha. Rồi trong cái chuột này các bạn thêm một cái folder nữa, nghĩa là tất cả những cái code Go các bạn nên để trong cái thư mục sổ này. Ví dụ ở đây mình đặt cái project đầu tiên mình gọi là xin chào, hello, hello ở tiếng Việt đi, xin chào tiếng Việt, được việc dùng tiếng Việt. Ok rồi, thư mục xin chào thì cái ngôn ngữ nào cũng vậy, khi mà mình học cái ngôn ngữ nào mình cũng sẽ để ý là lúc nào nó cũng sẽ có cái bài đầu tiên, bài vở đầu, nó là cái bài hello world. Ở đây mình cũng sẽ như vậy, mình cũng giới thiệu cho bạn trước là cái bài hello world này. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo một cái file mới này, bạn làm ra ha, click vào đây, new file ở đây cũng được, new file và đặt tên nó là main.go. Rồi, ok,
nữa là để cho khi mà các bạn có đó, mà mình không có sợ bị mất cái code của mình, thì mình nên chọn auto sale ở đây, tích chọn vào đây, nó auto sale đây, đó là khi bạn có nó tự động nó luôn cho các bạn luôn, rất là tiện. Rồi tiếp theo mà có một một cái nữa mà các bạn cũng cần nên 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 bật sẵn lên đó, đó là bạn vào setting nha. Setting các bạn tìm cái auto complete đây, nó có chữ vô auto complete admin body, các bạn click vào chọn luôn là nó nghĩa là nó tự động nó import cái bắt kịch mà chưa được import à. Click vào chọn trước đi, cái này để từ từ mình sẽ giải thích sau. Rồi bây giờ mình sẽ code trước cho các bạn xem một đoạn à. Một đoạn code Go nó trông như thế nào à. Rồi các bạn thấy không? Đó, khi mà mình mới gõ FMT nó tự động nó hiện cái dòng import FMT cho mình. Và cái các bạn cứ kệ nó đi, lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu ha. Rồi giờ mình sẽ là chữ xin chào đạo hữu. Rồi mình này là code nó đã lưu rồi, mình lót định mình vẫn bấm Ctrl F lưu lại thì nó sẽ tự động nó format cái code mình cho nó đẹp. Ok, đây là một đoạn code ngắn. Hello world, hello đạo hữu. Giờ mình viết rồi, tạm thời các bạn chưa cần phải hiểu nha, xíu nữa mình sẽ giải thích. Rồi sau khi mà mình đã có xong như vậy rồi thì làm thế nào để mà mình có thể chạy được cái đoạn code này à, bây giờ mình sẽ chạy thử cái đoạn code cho các bạn xem ha. Mình sẽ mở terminal lên và mình gõ lệnh go run và gõ ngọt chấm go. Hiện tại đang ở đúng cái thư mục xin chào của mình luôn nhé các bạn. Gõ go run mình chấm go mình enter đấy, bạn thấy liền chờ nó xin chào đạo hữu. Đây là cái lệnh go run này á, nó sẽ biên dịch combine cái code của mình và nó chạy luôn. Ngoài ra còn có cái lệnh nữa là go view. Cái lệnh này thì nó chỉ biên dịch và nó sẽ tạo ra cái file binary, cái file thực thi á. Đây mình sẽ làm thử với bạn coi đó, mình sẽ gõ là go view main.go đấy, thì ở ngay đây nó lại xuất hiện một cái file main. Ở phải chưa hề có cái file main này à, nó tự động nó gen ra cái file main này, cầm bài ra cái file main này đó. Cái file main đó là cái file thực thi, và nếu như các bạn ở trên hệ điều hành Windows á thì nó là sẽ ra được cái file là main.exe, thì để chạy cái này mình sẽ chạy cái file thực thi này thì nó sẽ ra cái dòng test tương tự, đó là xin chào đạo hữu nè. Rất là đơn giản đúng không? Rất là dễ, code là dễ. Rồi, thì tiếp theo mình sẽ giải thích cụ thể từng dòng một ở trong cái Hello World này. Đầu tiên là Bucket Man. Bucket Man là gì? Đầu tiên là cái từ Bucket, cái từ khóa Bucket này. Thì ở trong Go, nó quản lý code theo Bucket. Và cái Bucket chỉ là hai loại. Thì đầu tiên phải hiểu bucket là gì đã, ở trong Go nó xem cái bucket nó giống như là một cái project hay là cái quật bay gì đó, đại khái là vậy. Nó là một cái tập hợp những cái code. Rồi thì nó có hai loại bucket, một cái bucket là cái loại bucket để mà mình combine, để mà mình thực thi, thì cái bucket đó mình đặt tên là main. Và trong cái bucket đó phải có một cái hàm tên là main. Và
cái loại còn lại là cái loại ta sử dụng được. Thì mình sẽ nên đặt những tên khác như là business, CTO, CEO, DAE, Hepburn, tiêu kiểu vậy đó. Thì cái khái niệm này nó cũng gần gần giống ở bên Java kiểu vậy. Đó, thì cái bucket main nó phải có cái phần sạch tên là main. Đấy. Tiếp theo là import fmt này có nghĩa là gì? Thì cái lệnh import này nó sẽ cho phép mình sử dụng những cái tính năng, cái function ở trong một cái bucket khác. Ở đây là cái bucket fmt này, fmt này. Thì cái fmt này là gì? Fmt này nó là một cái thư viện chuẩn có sẵn của Go. Nó là cái standard library của Go. Thì ta viết sẵn cho mình xài á. Đó, thì mình import vào để mình xài. Tại vì nếu mà mình không import thì mình không có. Như mượn xài. Đó, thì trong cái bucket fmt này có cái hàm print ln này. Ln này là line, nhưng mà viết tắt là chữ line á, chứ các bạn đừng có tưởng là nó là viết tắt của chữ ln, ln bậy bạ lắm nha các bạn. Đạo hữu là đừng có suy nghĩ sâu xa như vậy. Nên là cái chữ này là inline, nghĩa là in cái dòng chào đạo hữu. Đó. Thì trong Go nó dựng sẵn rất là nhiều cái bucket standard library như vậy. Đó. Và nó có liệt kê ra ở trong cái trang này. Thì nó trong đây nó sẽ liệt kê ra rất tất cả những cái bucket mà gọi là standard của nó. Tất nhiên là mình có thể bọt luôn những cái bucket mà mình tự tạo ra riêng những cái bucket standard. Rồi, ở đây là cái hình mình tổng hợp lại cái đồ họa cái việc bucket về bọt đây. Thì cái bucket main của mình hiện tại nó đang import cái bucket fmt của Go để nó xài năng và thằng FMT này. Và bên cạnh cái bucket FMT này thì nó còn có những bucket như là encoding crypto io mat xdz kiểu đó. Thì mình muốn sử dụng cái tính năng nào, cái function nào, cái bucket nào, mình import cái bucket đó vào và mình xài vậy thôi. Rất dễ, cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản. Rồi tiếp theo xuống cái dòng kế tiếp, nó là phần main. Phần main này chính là cái từ khóa phần dùng để mình để khai báo, là mình sẽ khai báo cái hàm đó. Bắt đầu khai báo cái hàm. Cái hàm này có tên là main, không có tham số đầu vào đó, và không trả về gì hết. Nó chỉ có vậy thôi. Và cái hàm này sẽ là cái hàm mà thấp đi được chạy khi mà cái code này nó chạy, cái project của mình nó chạy thì sẽ thực hiện cái hàm main. Rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Đấy, function main bắt đầu cái định nghĩa hàm, tên hàm, tham số, ở đây không có tham số gì cả, và thân hàm, phân hàm. Thì code này sẽ lý này nó sẽ gọi khi cái hàm này nó được chạy. Đó. Đây là những gì mà nó cơ bản nhất ở trong một cái chương trình Hello World. Một cái chương trình Hello World đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các đạo hữu làm quen. Đấy. Thì bây giờ các bạn có thể thử, mình không xin chào nữa, mình chào xin như vậy. Rồi mình sẽ go lên chấm và xuất hiện chào xin và đây bye bye.
tiền bái bạc, thấy không? Rất là dễ. Này, đó là sơ lược về cái file main.go mà mình đã nói cho các bạn nãy giờ. Thì ở video đầu tiên này, mình sẽ tạm thời nói tới bấy nhiêu đây thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái video kế tiếp, mình sẽ giới thiệu các bạn nhiều hơn về cái việc khai báo một cái biến, khai báo một cái hàm như thế nào. Và nếu các bạn thấy hay, hứng thú, có thể like, subscribe, đồng thời là comment ở phía bên dưới chỗ nào các bạn chưa hiểu và muốn làm rõ thì mình có thể làm rõ cho các bạn. Nhớ like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn.